Xin chào các em, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nhau qua bài số 2, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình. Vì các thành phần cơ bản đó là gì? Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có 3 thành phần cơ bản, đó là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. Các em hãy cho biết trong tiếng Việt thì gồm có những chữ cái nào? Gồm có các chữ cái thường và chữ cái in hoa và các dấu của nó. Đó là bảng chữ cái tiếng Việt. Vậy thì bảng chữ cái trong ngôn ngữ lập trình thì như thế nào? Bảng chữ cái trong ngôn ngữ lập trình thì là tập hợp các ký tự dùng để viết chương trình. Ví dụ như bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình Python thì gồm có các chữ cái thường và in hoa, và nó gồm có 26 chữ cái trong hệ thống bảng chữ cái tiếng Anh nhé các bạn. Gồm có các chữ số, đây là 10 chữ số thập phân. Rồi các ký tự đặc biệt, cộng, trừ, sao, sao là nhân đó các bạn. Rồi sẹt, bằng, lớn, bé, hoặc vuông, dấu chấm, dấu phẩy, dấu thăng, dấu mũ, rồi dấu đô la, a mốc, vân vân. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau thì bảng chữ cái có gì khác nhau không? Bảng chữ cái của các ngôn ngữ lập trình nói chung không khác gì nhau nhiều. Ví dụ như bảng chữ cái trong ngôn ngữ lập trình Python khác Pascal là có sử dụng thêm các ký tự như là hai nháy, ba nháy, sẹt xuôi và dấu chấm cảm hay gọi là dấu chấm than. Về cú pháp thì ngôn ngữ lập trình là bộ quy tắc dùng để viết chương trình, gồm những quy định về các từ và tổ hợp từ của mỗi ngôn ngữ. Bây giờ mình hãy cùng tham gia một cái trò chơi ha, là ghép các cặp từ sau đây sao cho phù hợp với quy tắc sử dụng của tiếng Việt. Rồi, bên tay trái là nếu, vì, không những, bên tay phải là mà còn, thì, nên. Rồi ta có các cặp đôi như sau: nếu, thì, rồi vì, nên, không những, mà còn. Thì đây cũng là những từ gợi ý, và dựa vào đó thì cú pháp của người lập trình và chương trình dịch biết tổ hợp nào là của ký tự nào trong bảng chữ cái là hợp lệ, nhờ đó có thể mô tả chính xác cái thuật toán để máy tính thực hiện. Về ngữ nghĩa là xác định ý nghĩa thao tác cần thực hiện ứng với tổ hợp ký tự dựa vào ngữ cảnh của nó. Ví dụ, xác định ý nghĩa của ký tự là dấu cộng trong các biểu thức sau: A cộng B và Y cộng Z. Thì với A, B là các đại lượng nhận giá trị thực, với Y, Z là các đại lượng nhận giá trị là chuỗi ký tự. Bên đây là chuỗi ký tự ha, còn bên đây là giá trị thực. Giá trị thực, giá trị chuỗi ký tự thì có gì khác nhau? Ký tự AB là phép cộng hai số thực, còn ký tự Y và Z là ghép nối hai chuỗi lại với nhau. Vậy thì ngữ nghĩa là xác định ý nghĩa của tổ hợp ký tự trong chương trình. Chúng ta đi sang phần số 2, đó là một số khái niệm. Thứ nhất đó là tên. Tên dùng để xác định các đối tượng trong chương trình. Tên đặt theo quy tắc được xác định của ngôn ngữ lập trình và từng chương trình dịch cụ thể. Ví dụ như trong Turbo Pascal và Python đều giống nhau là tên là một dãy liên tiếp các ký tự gồm chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới, bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới. Tuy nhiên, ở trong Turbo thì tên không quá 127 ký tự, còn trong Python là độ dài tên không giới hạn. Trong Turbo Pascal thì không phân biệt chữ hoa và chữ thường, còn trong ngôn ngữ lập trình Python thì là phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ, đây là một số tên có sẵn, ví dụ cho các bạn xem ha. Ví dụ là bài tập S, X1,
số lượng, đây là gạch dưới ha các bạn, gạch dưới R2 B, đây là những tên hợp lệ. Một số ngôn ngữ lập trình phân biệt ba loại tên sau. Thứ nhất là tên dành riêng hay còn gọi là từ khóa, là những tên được ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa xác định mà không dùng với ý nghĩa nào khác. Ví dụ, tên dành riêng thì trong Pascal gồm có là Lorem, Use, Where, Begin, End. Trong Python thì có là While, Else, Import, True, If, vân vân. Tên chuẩn là dùng với ý nghĩa xác định nào đó được quy định trong các thư viện của ngôn ngữ lập trình, nhưng người lập trình có thể khai báo và dùng với ý nghĩa khác, ví dụ như là chữ by, VO, ABS. Còn trong Python thì là Smart Scoring, SQL, SQLT, đây là những cái hàm. Còn bên đây là kiểu dữ liệu và có cả hàm. Thứ ba đó là tên do người lập trình đặt, sử dụng theo ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng. Thì nó giống như cái quy tắc đặt tên thôi, và nó tuân thủ theo cái quy tắc đặt tên đúng đó các bạn. Ta xét ví dụ sau. Bài toán tính chu vi diện tích hình tròn với bán kính R bất kỳ được đưa vào từ bàn phím, thì hãy xác định các định lượng có trong bài toán trên. Thì ở đây chúng ta có hai đại lượng, là đại lượng có giá trị không thay đổi, đó là pi bằng 3.14, và đại lượng có giá trị thay đổi là R, là chu vi và diện tích. Thì ta đến với khái niệm hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Hằng số học là các số nguyên và số thực có hoặc không dấu, có nghĩa là âm hoặc là dương đó. Đây ví dụ hằng số học trong Python và Pascal này đều giống nhau ha, về cách thể hiện. Hằng logic là các giá trị true hoặc là false. Hằng sau là chuỗi ký tự bất kỳ khi viết đặt trong cặp hoặc dấu nháy đơn hoặc nháy kép. Và thậm chí có trong Python đó các em thì có thể sử dụng luôn cả dấu ba nháy luôn. Gọi là nháy ba đó. Biến là những đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ giá trị và các giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Ví dụ như C, V, đó là chu vi, R và S là các biến, thì nó có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Tên biến mang giá trị của biến tại từng thời điểm được thực hiện chương trình. Phần cuối cùng đó là chú thích. Chú thích thì chúng ta nhìn vào cái ví dụ nè, ở cái phần màu trắng đó, phần màu trắng này được đặt trong cặp hoặc nhọn hay là móc nhọn. Đây là móc nhọn thì chính xác hơn. Các đoạn chú thích đặt trong chương trình nguồn giúp người đọc dễ dàng nhận biết ý nghĩa của chương trình đó. Chú thích không làm ảnh hưởng đến nội dung chương trình nguồn và được chương trình dịch bỏ qua, có nghĩa là ở đây chỉ để chúng ta biết đây là cái dòng để dùng làm cái gì thôi. Ví dụ như UCRT là dùng để khai báo thư viện thôi, và khi mà chương trình thực hiện tính toán thì nó sẽ không để ý tới cái dòng này. Trong Pascal, chú thích được đặt giữa cặp dấu móc nhọn hoặc là mở ngoặc sau và sau đóng ngoặc lại. Trong Python thì có hai loại chú thích. Chú thích trên một dòng được bắt đầu bằng dấu thăng, và chú thích trên nhiều dòng được bắt đầu và kết thúc bằng cách viết ba dấu nháy đơn, gọi là nháy ba hoặc nháy kép liên tục như thế này. Nè, bên đây các bạn có thể tham khảo. Sau cùng là phần ghi nhớ. Thì ở đây các bạn ghi nhớ cho cô bài hôm nay là: thứ nhất, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình gồm có bộ chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình gồm có tên, tên dành riêng hay còn gọi là từ khóa, tên chuẩn, tên do người lập trình đặt. Các đại lượng gồm có hằng và biến và các chú thích. Thì bài học của chúng ta hôm nay là hết. Thì các bạn có thắc mắc thì hãy inbox riêng hoặc là comment
để mình trả lời ha. Cảm ơn sự hợp tác của các em. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo ha.